Xin chào các bạn, mình là Kê Đạt. Hôm nay mình sẽ nói về Hồng Kông. Giáp phía Bắc của Hồng Kông là Quảng Đông. Phía Đông của Hồng Kông là Phúc Kiến và Đài Loan. Phía Nam của Hồng Kông là Biển Đông. Phía Tây của Hồng Kông là Quảng Tây. Những ẩm thực nổi tiếng ở Hồng Kông là bao tử bò, heo quay và dim sum. Những điểm du lịch nổi tiếng ở Hồng Kông là cảng Victoria, núi Thái Bình và Nam Nha. Diện tích ở Hồng Kông là 2.755 km vuông. Dân số ở Hồng Kông là 7.578.765 người. Nếu các bạn có biết gì về ẩm thực và những điểm du lịch nổi tiếng ở Hồng Kông thì các bạn comment phía dưới nhé. Xin chào.